Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với Tiêu Ăn Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái ứng dụng có tên là App Cola. Đây là một phần mềm giúp chúng ta có thể tải các ứng dụng trả phí trên App Store mà không tốn một xu nào. Và quan trọng hơn là không cần phải sign break. Các bạn hãy theo dõi video sau đây nhé. Đầu tiên, để tải App Cola, các bạn hãy vào Safari, truy cập vào website appcola.com. Nó sẽ hiện ra một cái thông báo như thế này. Chúng ta chỉ cần ấn vào nút mở rồi chọn cài đặt. Nó sẽ bắt đầu tải xuống cái ứng dụng này. Sau khi mà tải xong, truy cập vào ứng dụng thì nó sẽ có một cái thông báo lỗi như thế này. Để khắc phục cái lỗi này thì ta hãy vào phần cài đặt chung, cấu hình và ấn vào cái nút Human Yongjang gì đó rồi ấn tin cậy. Vậy là vào được rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể tải bất cứ app nào mà mình muốn với ứng dụng App Cola này. Ví dụ nhá, bây giờ thì mình muốn tải app Facetoon trên App Store. Nó có giá khoảng 3,99 đô. Nhưng với App Cola này thì mình có thể tải nó hoàn toàn miễn phí mà không phải mất bất cứ một xu nào. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn cái ứng dụng App Cola này giúp tải các cái ứng dụng trả phí trên App Store mà không cần phải sign break. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy ấn like và subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.